Chào mừng quý khách đã đến kênh YouTube của công ty Tai Sun. Đây là dây dẫn dẫn hơi của Anekota. Model của nó là EAHU-8, còn nó tách từ quận là EAHU-8100-100 là 100 m. Dây này có kích cỡ kích thước là 8.5 x 12, là kích thước là khá phổ thông. Nó có thể dùng tương đương với là 8 x 12 của các hãng khác đấy. Đây là dây dẫn hơi cao cấp của Anekota của Nhật, thì nó có một số đặc điểm mà những cái dây khác không có. Cái thứ nhất là nó chịu được áp lực hơi tận đến 15 cân. Áp lực bình thường của những cái dây khác thì chỉ chịu áp lực là 7 cân, còn ở đây là chịu được áp lực 15 cân. Cái việc thứ hai là nó rất mềm, dẻo dai và mình bẻ không bao giờ bị gãy, không để lại vết này. Mềm đây này, gãy một tay này. Đấy. Mềm quá, mềm quá. Đấy, một tay bẻ được luôn. Đấy. Rất dẻo. Nó có lớp đai búa đây này để cho có thể bẻ không bị gãy này, kể cả xe nâng hoặc búa đập vào cũng không sao. Tiếp thứ ba là dây dẫn cao cấp này, nó có cả sợi dây nối đất này. Đây là dây nối đất để chống cháy nổ này. Bình thường các dây khác thì sẽ không có. Những dây khác thường là chỉ một lớp PU đơn giản thôi. Còn đây nó là ba lớp. Lớp màu xanh, lớp đai bố, rồi lớp bảo vệ bên ngoài. Cái này để sử dụng cho những môi trường khắc nghiệt nhất thì nó vẫn ok. Ví dụ như để dùng ngoài trời nó vẫn không bị hỏng. Còn những cái dây rẻ tiền thì nó hay bị bục, hay bị hỏng khi để ngoài trời, hoặc là khi người ta cầm thì nó sẽ cứng, khó di chuyển.